chạy thôi. Bây giờ chạy thôi anh ơi. Bây giờ chạy 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 hết rồi anh ơi. Ta đang dùng súng để bắt cá. Đúng rồi, ta bắt cá theo kiểu của ta. Đi đâu rồi? Nó cầm người đi đâu ấy? Mình cứ đi theo nó xem nha. Sao tự nhiên hôm nay tự nhiên nó lại ra sông vậy? Không biết anh biết. Cái xô với cái quẻ gì nhỉ? Ra đây hỏi nó xem nào. Đi ra xem nào. Ê, 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 làm gì đấy? Lại là người à? Ờ. Cái gì đấy? Đây làm gì? Cái gì đấy? Ôi, không thấy ta đang làm gì nè. Ôi, quẹ gì đấy? Ta đi câu cá. Câu cá? À, câu cá đây á? Đúng rồi. Được đấy nhờ. Thế trên là xem trong xô nó có gì không? Chưa có cá. Chưa có cá. Bây giờ bắt đầu đi câu à? Bây giờ ta mới đi câu. Dưới câu đâu? Đây. Cái gì? Đây à? Cái gì đây? Cái này lấy câu với dây câu á. Ui, bây giờ nhìn trông. Ôi em ơi, nhìn trông cái móc của nó không à? Cái móc này như kiểu là cái móc câu này có mà câu cá khổng lồ à? Cá biển gì? À, đây không còn lại cá to à, câu gì mấy con đồng đồng vậy. Ở đây làm gì có cá nhờ? Đâu nhìn trông mà. Nhìn như này em chỉ có cá. Kìa, nó làm chạy gì kìa. Thôi, bỏ ra. Thử câu thế nào? Cứ cút đi. Cái căng này câu gì? Người chỉ phá đám ta. Ông mà câu được cái câu này thì được chưa? Thế rồi. Cái này, cái lưới này có một cá rồi. Ông không biết buộc đâu, nhìn trông nó buộc nhìn đâu. Bỏ ra. Mà mồi đâu? Mồi. Anh hộ. Mới biến ra nè. Câu cái nào? Ta mang ghế ra cho người mồi. Đúng rồi ạ. Cái cơ này khó tính à? Ý rồi. Ghê rồi. Ui, nhiều mày đực bự cá to. Cái này là câu. Đúng rồi. Ô, nó còn không mắc mồi luôn anh ạ. Cái thằng này ta có câu thương nghiệp. Có chiếc cho là gì nhỉ? Hay là nó có thần chú vậy. Anh em mình lên đuổi cá. Đuổi cá của nó. Từ đã. Hai cơ ơi. Hỏi lại lần cuối là cho tôi câu cá với. Ta không. Không á? Chắc chưa? Giải trí của ta. Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc đấy hả? Được. Đi lên. Đi ta này. Ta này lên đuổi cá của nó. Ở đây là cá. Mình đuổi. Ui, anh này. Cái gì đây? Cái gì đấy? Nước à, đúng rồi. Hình như nước sao? Nước ngọt á? Mang đi để cắt nước ăn uống. Không phải. Cái gì đấy? Xăng. Sao lại nó mang xăng đi? Không biết. Hay nó có ý đồ gì à? Hay. Súng gì đấy? Súng cũng có xăng phải ơi. Đâu? Tôi bảo nó. Bắn hai. Đấy. Xăng hả? Ui nhìn. Nhìn mở nó. Bắn xăng xuống nó váng hết. Hay anh em mình đổ xăng đấy đốt cháy nó. Ui đốt được. Cháy trong nó đuổi hết cá của nó đi. À em nghĩ thằng này nó dụ cá lên trong nó đỉnh cá lên trong nó đốt cá luôn đấy. Nướng nó mang đi nó nướng à? Anh đổ xăng đấy đốt nó. Đốt đấy. Đó. Bắn đốt lửa đây là bắn nó ra lửa này. Anh cô ơi. Đấy bảo rồi. Cái lưỡi này làm sao mà câu được cá? Ơi. Cá to kéo không ra được. Cá kéo á. Bây giờ ông cho tôi câu cá không? Tao không cho. Không cho ăn này. Về đi. Được. Người cứ tiếng ở kia. Đúng kìa. 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 Đổ nước à? Đổ đấy, đập hết cá của ta. Không, cái này là cái mồi thính. Đúng rồi, thính. Mồi thính. Cái gì? Thính cá này. Đổ ra kia. Thế ư? Đổ đây. Bao nhiêu chỗ người không đổ. Thính cá chứ. Ôi đi, nhanh đi. Ôi đi. Đấy. Được chưa? Kéo thử nha. Wow. Rồi, bắn đi nhanh lên. Wow, chạy rồi. Bây giờ chạy cho anh ơi. Bây giờ chạy hết rồi anh ơi. Ta đang dùng súng để bắt cá. Đúng rồi, ta bắt cá theo kiểu của ta. Cứ cho ta đi không? Xem có con cá nào không? Cứ ta đi. Ta đi ra được. Đúng rồi. Người cái này cá ta cầu sao?
chỗ này ngươi ngươi câu cá tạm câu cá mà. Đúng vậy, chỗ này chả là chỗ của ai hết. Ngươi ra đằng kia mà câu. Sao đấy? Chờ anh đốt lại. Đấy, thôi, bắn tiếp. Anh ơi, cho câu cá không? Không cho, ngươi điên đi. Ngươi làm gì? Sao đây? Câu cá không cháy được. Không được à? Ngươi cất ngay đi thùng đấy đi. Chúng này của ai đây? Ngươi lôi ở đâu ra đấy? Thấy ở kia kìa. Đừng có vô vẩn. Bắn đi, bắn đi. Bắn cơ nhá. Bắn đi, bắn nó, bắn nó. Tôi có không? Tao không cho à? Ôi. Ôi trời, nghe này. Lại vẹo thôi, lại vẹo thôi. Vẹo à? Ôi. Hai. Nó bị hỏng rồi. Thôi. Giờ sao? Giờ sao? Cứ xuống đảo đấy nhỉ. Rồi. Anh điên đi. Cho công gà không? Nó bắn này. Tao không cho à? Ra đi. Ô, chưa? Đốt, 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 đốt dây câu nói anh ơi. Lui ra tao câu. Tên khốn nạn kìa. Cái cửa ngang này. Ngang này, ngang này. Mình có biển đâu. Nó rớt rồi anh ơi. Đốt đi, đốt đi. Đốt đi. Đốt đi. Có cho câu vào không? Ngươi biển đi. Có cho câu vào không? Tao không cho, biển. Vừa có biển. Cả chưa? Vừa có biển đâu. Bao nhiêu chỗ người không đốt, cứ đốt chỗ ta làm gì? Vậy ngươi cho ta câu cá nhưng mà xong là ta không mịch nữa. Đúng rồi. Nhá. Được. Ngươi cất cái súng này đi. Đồng ý nhá. Được. Chưa nữa không? Hả? Chưa nữa không? Thôi. Bây giờ nó cho mình cứu cá không? Cái súng này đảo rồi. Cái chúng này nó bị làm sao ấy. Nhưng mà bắn được lúc vậy là phá được nó rồi. Phá lên cho cậu. Cậu Nhưng mà chỉ cái dây to như kia thì tôi làm sao được. Mà thôi muộn rồi, không câu nữa. Ra đi. Thằng này lừa mình à. Đốt nó anh ơi. Cơ nổi người. Ra đi. Muộn rồi. Vợ ơi gọi là ăn cơm kìa. Đâu này. Chúng này của ai vậy? Tao không biết. Ngươi cầm lại hỏi ta. Cho câu cá không? Ngươi định làm gì? Cho câu cá không? Tao cho à? Không cho hả? Thấy chưa? Vâng, chờ không? Đây là hỏa tiễn đấy. Cho câu cá không? Tao không. Tốt người, cho câu cá không? Người này súng đảo rồi. Cho câu cá không? Tao không cho à? Không cho à? Ấy. Thấy chưa? Không đảo đâu. Cho câu không? Tao không cho. Ngươi xem còn dây không mà câu. Vậy cho tao cái cần kia để tôi lấy dây cho câu. Lưỡi kia sao câu được? Ê, vậy sao ngươi bảo ngươi câu được? Ta câu thả thính vậy rồi. À. Ngươi tắt đi. Không tắt đây. À, thính mất cơ này. Ngươi biến đi. Tao cứ làm phiền tao hại vậy. Kệ nó đi. Kệ nó đi. Anh em mình phá nó cũng không câu được cá đâu. Đuổi hết cá đi rồi còn lâu còn câu được. Về thôi thôi, không chơi, hacker đang ngồi đây xem ông câu cá này. Về đi, cãi nó. Cái gì nữa mà câu? Nó không câu nữa đâu. Không câu nữa à? Tao không câu nữa. Thôi đi lại đi. Về đi. Bao nhiêu cá thì người đuổi hết thì còn cái gì mà câu. Ai bảo là không cho ta câu cá? Đi về. Ngoại tạ muốn câu hộ ông. Đi về. Bắt cá thì là cá. Đi về mà.